Rồi chào 500 anh em. Bữa nay mình quay mình đi ship con Sachia Full Jean màu trắng đỏ 2000 cho khách Long An. Anh đó anh em cứ nổ cọc đặt xe là màu nào thích mẫu nào gửi mẫu qua đặt cọc là Hiếu sẽ làm 2-3 ngày sau có xe Hiếu ship tới nhà cho anh em. Anh em. Đó, anh em nào mua xe thì có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977896908. Xin nhắc lại trước khi cọc là anh em chịu khó gọi số điện thoại của mình xác nhận nha anh em. Tại vì tình trạng lừa đảo lấy clip mình đi lồng tiếng vô lừa đảo trên mạng rất là nhiều nha anh em ơi. Anh em để ý nha. Rồi chào anh em, tới nơi là mình sẽ live tiếp cho anh em xem. Rồi đây mình giao Sibo Full Jean trắng đỏ đen cho anh em Long An. Full Jean 40 triệu. Không thấy mặt đâu, yên tâm đi.